Vậy thử xem, tôi có một chiêu kiếm khí đầy sao. Vạn Lý Trường Thành, thủ đoạn nổi bật, đúng là anh, không kêu thì thôi. Phim hoạt hình. Có lẽ bây giờ tôi chỉ có thể phát huy ra chiến lược 10 không còn 1, nhưng đối phó với anh là đủ rồi. Qua xuất xứ thông cảm kiếm khí tinh hà, một kiếm độc tôn. Bên ngoài đánh nhau dữ dội quá, nhưng giờ là lúc để chứng kiến phép màu. Vạn đạo thần sơn trùng lâm chư thiên. Mặc dù tai nạn rất nhiều, nhưng cũng coi như viên mãn. Vạn đạo thần sơn hiện thế, nhiệm vụ của Destroyer thất bại, tự nhiên cũng không cần thiết phải ở lại. Che thiên đạo nhân thủ đoạn mẫu, một tay che trời, đánh lừa tất cả những kẻ hủy diệt. Chỉ là thắng cuộc thôi, những kẻ mơ mộng không thể can thiệp. Vậy thì thuật chiết thiên mà ta bày ra không ai có thể phá được. Hóa ra, tôi cực đúng rồi, từ đầu đến cuối, tất cả những gì họ thấy chỉ là một chiến thuật do tôi thiết kế. Nghệ cao can đảm, làm lại vạn đạo thần sơn, có thể nói là công cái vạn cốt. Muốn che giấu tên của thiên đạo nhân, tôi e rằng nó sẽ đạt đến độ cao chưa từng có. Hư danh thôi, như một con cá muối, tôi không quan tâm. Sức mạnh này, chẳng lẽ là vạn đạo thần sơn? Ngoại trừ vạn đạo thần sơn, trong thiên hạ này, chẳng lẽ còn có vật thứ hai có thể bộc phát ra khí tức như thế sao? Các anh làm thế khi nào? Ngay từ đầu, các người đã thua rồi. Vạn đạo quy tắc đã sớm không ở trong tay ta. Lần này các người đã thất bại. Vạn đạo thần sơn lai chư điền, luật giúp tôi. Nghe đồn người thủ sơn có thể mượn nội tình vạn đạo thần sơn, lĩnh vực đến, nguy cơ bất khả chiến bại. Bây giờ có vẻ như không sai. Kẻ thua cuộc phải ra đi ngay lập tức, để tránh làm phiền mắt người khác. Bây giờ còn không phải là khách quyết chiến, lần này coi như các ngươi giỏi hơn một bậc. Thịnh thế giáng lâm, từ nay về sau, tất cả mọi người đều có hy vọng thăng cấp sáng thế cửu tinh chúa tể. Tôi không ngờ các anh lại thành công. Chúa tể của các yếu tố, ngươi mạnh hơn năm đó. Nhưng bây giờ không phải là ngày quyết chiến giữa chúng ta. Lần sau gặp lại là cuộc chiến sinh tử. Vạn vật cản trở ta để cho ngươi đi sao? Sự tuyệt chủng của các nguyên tố chết. Anh nên hiểu, ngươi không thể nghiền nát sức mạnh của ta. Em muốn đi thì anh không giữ được em. Khoảng trống. Để lại kẻ hủy diệt. Phương pháp thông thường không hiệu quả. Bây giờ quy tắc thiên địa khôi phục, ta có lòng tin trong vạn năm thành tựu cửu tinh chủ tể chân chính. Lúc đó mọi thứ sẽ chiếu vào đầu chó của anh. Tôi sẽ tự mình đến lấy. Vạn đảo thần thương khôi phục. Nhiệm vụ của các người đã thất bại. Những kẻ hủy diệt khác đã rút lui. Anh có cần phải đánh chúng tôi nữa không? Ừ, một lũ hèn nhát, chạy rồi cũng chạy rồi, liên quan gì đến tôi? Ta sẽ đưa các ngươi vào một, không để các người chết với đen. Đây là ninja, không chỉ là một chiến binh điên rồ. Thể chất của hắn lại càng nghịch thiên, càng đánh càng mạnh, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy giới hạn. Cứ tiếp tục như thế này, quần lót của cả hai chúng ta sẽ bị lộ. Vốn là muốn khiêm tốn một chút, bây giờ xem ra là không có cơ hội. Không gian vô đạo, luật vô minh trục xuất. Tiểu xảo cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta. Vô ích thôi, anh nên đi đi. Tôi đã trục xuất nó vào không gian. Trong thời gian ngắn hắn đối với chư thiên vũ trụ cấu không thành uy hiếp. Không hổ là ngươi, thủ đoạn có vẻ đơn giản này. Không phải ai cũng có thể làm được. Kết thúc công việc. Anh thật mạnh mẽ, nhưng ai không có một lá bài tẩy. Hơn thế nữa, anh chỉ là chúa tể của tám. Dù có thủ đoạn nghịch thiên cũng không thể đánh bại ta. Nhiệm vụ đã thất bại, vậy thì tôi cũng không cần phải ở lại. Người nguyên thủy, chúng ta sẽ gặp lại sau. Kỷ nguyên thứ 6, kẻ hủy diệt B. Ta có cảm giác hắn là một tồn tại không thua gì Thương Ngô. Mạnh hơn cả dược phẩm.